Xin chào mọi người trở lại với kênh Vlog nha. Hôm nay mình sẽ làm một video đăng lên cho các bạn xem về cái quy trình làm gì đây ta? Này kêu bằng gì ta? Làm đồ đồ cúng nha, làm đồ giấy. Đồ giấy. Ví dụ như đây nè, hôm nay mình sẽ đăng cái các công đoạn làm ông quan phán nè, quan phán của người Tàu, kêu bằng quan Tàu, Tàu quan đây. Đây là hình của ông quan đó, rồi hai bên thì có hai lính, một ông lính cưỡi ngựa nha, đó đây. Còn cái ông lính bên kia thì cưỡi hạt, con hạt nằm tuốt ở trong, để mình lấy ra cho mọi người xem nha. Đây con hạt. Còn hạt đây. Đây ví dụ như ông quan này không có hai lính hai bên ha, một ông lính cởi hạt, cởi con hạt đó nha, còn một ông lính cởi ngựa. Đây thì cơn ngựa nè. Mình đăng video này để giống như là một kỷ niệm trong lúc mình đang rảnh rỗi nha. Ông anh ổng bán dựa, bán đồ này là nhiều lắm, bán nhang bọng giấy cúng rồi. Rồi ổng thấy mình có qua tay rồi ổng đặt, ổng kêu mình làm cho ổng bán nha. Thì sẵn là mình đăng chia sẻ lên cho mọi người xem. Nếu người nào có nhu cầu muốn làm bán nữa thì nếu ai có qua tay thì sẽ làm được nha, chỉ nhìn vô cái hình mẫu này là sẽ làm được. Rồi mình trong lúc mình làm thì mình cũng quay để đăng lên cho chia sẻ cho mọi người. Chứ đây không phải là nghề của mình nha mọi người. Sẵn làm rồi mình đăng giống như một kỷ niệm để lưu truyền về sau luôn, sẵn cho các bạn trên cộng đồng mạng. Ai có nhu cầu thì xem để làm nha. Đây là cái phong tục của người Hoa nha mọi người. Không biết người Việt mình có không? Tôi không biết, nhưng mà cái này là hình như của người Hoa đó. Cái này là khi trong nhà có đám tang thì một thời gian sau sẽ có ngày cúng. Cúng này không biết là cúng bảy cái bảy hay là cúng bao nhiêu cái bảy. Rồi người ta sẽ mua cái này về để cúng rồi. Xong xuôi người ta sẽ đốt. Đó. Rồi sau đây mình sẽ quay các công đoạn rồi mình làm những cái ông này cho các bạn xem nha. Đây là công đoạn gắn ngựa nha, gắn ông lính vô con ngựa đây. Đây xong xuôi thì nó trở thành cái ông lính giống gì đó. Đây là công đoạn làm con chim hạc nha các bạn. Đây con chim hạc mẫu. Giờ mình đang làm con chim hạc chưa có cái đầu.
Chỗ này gắn thêm ông quan lính vô đây nữa đó. Ở đây gắn cái đầu vô. Hai cái chân mình quấn giấy màu đỏ nè. Rồi. Đây là cái ghế ngồi của ông quan nha. Đây. Ở bên trong cái sườn là mình làm bằng cây sậy nha. Đó, xong rồi mình dán giấy. Dán bằng hồ. Rồi bây giờ sẽ gắp áo vô nha. Thank you.
Thơm như nước mắm, đậu luộc. Trời ơi. Gì? Tê gì? Phùng. Ai biết nó hả? Phùng quá mi ơi. Phùng quá mi. Nó kêu vậy đó thôi, để nó tựa mi cu te đi. Em nghe em mắc cười. Mắc trước kem. Ủa hả? Thôi mi để, mi để tựa tựa gì? Mi cu te đi. Trời ơi. Bây giờ là gắp cái mỏ quang nha. Thank you.
mình dựa cũng giống như ổng dựa. Không sao nữa, lấy của người khác. Rồi đã hoàn thành xong ông Quang nha mọi người, đã hoàn thành xong ông Quang rồi nha. Rồi video đến đây cũng xin kết thúc nha mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Nhớ chia sẻ cho mọi người và cho những người khác cùng làm nha mọi người. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh Mi Vlog nha. Để xem được những video hữu ích của mình nha mọi người. Xin tạm biệt mọi người.